Được đầu tư hàng trăm tỷ đồng, thế nhưng cảng quốc tế An Thới ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang hiện đang bị xuống cấp nhiều hạng mục. Khoảng 2 năm trở lại đây thì cảng biển này chỉ dành để neo đậu tàu du lịch. Thông tin từ phóng viên Dinh Phúc. Cảng quốc tế An Thới được nhà nước đầu tư xây dựng với kinh phí 128 tỷ đồng, có công suất thiết kế 280.000 tấn hàng hóa và 440.000 lượt hành khách mỗi năm. Tuy nhiên giờ đây thì nơi đây lại trở thành địa điểm neo đậu tàu ghe du lịch như thế này. Tại thời điểm được đưa vào khai thác, cảng quốc tế An Thới là cảng đầu mối tại Phú Quốc, có thể tiếp nhận tàu biển tải trọng đến 3.000 tấn. Do đơn vị khai thác vi phạm một số điều khoản nên Cục Hàng hải Việt Nam giao quyền cho cảng vụ hàng hải Kiên Giang và công ty đấu giá hợp danh Kiên Giang thực hiện việc đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản, kết cấu hạ tầng cảng quốc tế An Thới với thời hạn đến năm 2063. Giá khởi điểm thu cố định trong gần 42 năm hợp đồng là gần 172 tỷ đồng. Trong thời gian chờ chủ đầu tư khai thác cảng quốc tế An Thới, Cục Hàng hải Việt Nam giao cảng vụ hàng hải Kiên Giang quản lý cảng biển này. Hiện những tàu du lịch vẫn được phép neo đậu khu vực cầu cảng. Sau nhiều năm khai thác và chờ nhà đầu tư mới thì nhiều hạng mục của cảng đã xuống cấp. Lan can cầu cảng chính xuất hiện nhiều điểm rỉ sét, hư hỏng, còn rác thì được để như thế này ngay trên cầu cảng.